Es que tôi ok, chúng ta bắt đầu rồi. This is our final talk of the Chan Chi. This is ngày lần pháp cuối cùng cái thiền thất. Also happened to be the last day of the year, cũng là ngày cuối cùng của năm nữa. So the year went by so fast. Năm qua trôi qua rất là nhanh. And we really appreciate the chance to be able to cultivate with all of you this year. Thứ nhất là chúng tôi muốn xin bày tỏ cái lòng biết ơn đã có thể cùng tu với quý vị cả năm vừa rồi. That's all we do. Chúng tôi chỉ biết làm một chuyện thôi. Chỉ tu thôi. That's all we do. We are really are truly interested in learning how to cultivate. Chúng tôi thật ra cái chủ trương chúng tôi là chỉ muốn học cái cách tu luyện thôi. We have a very simple dream, mong rất là bình thường. We hope to be able to leave suffering and attain bliss. Chúng tôi hy vọng là có thể được ly khổ đắc lạc. As per the Buddha's admonition, giống như Phật đã dạy như vậy. Buddha says, we are all living in a house on fire. Tất cả chúng ta phật những cái phật dạy đó, tất cả chúng sanh đó, tất cả chúng ta đó đang sống trong cái nhà đang cháy, nhà lửa đang cháy. And to the Buddha, he sees us as a, we are like children playing obliviously blissful to the danger to our lives in this burning house. Đức Phật nói là Đức Phật nhìn quán chúng sanh ấy, ngài mới thấy rằng là chúng sanh giống như những đứa trẻ em trong nhà đang cháy, mà nhà đang cháy nguy hiểm đến tính mạng tới nơi rồi, mà không biết sợ, không biết lo, mà vẫn lo ham vui chơi. And this is the nature of the human condition. Đây là cái thể tính, cái đặc tính của cuộc sống của nhân loại. We get sidetracked by the temporary sensual pleasures. Chúng ta sống mà bị những cái thú lạc, cái vật chất bên ngoài đó, nó làm chúng ta bị lung lạc cái tâm thần. And we mistakenly take it as something desirable for our existence. Và chúng ta tự lầm cái đó có ý nghĩa. Most people go through lives, phần lớn đa số sống qua cuộc đời. As they get older, they begin to see, they begin to have to face, to reckon with the significance of their existence. Ai cũng vậy, phần lớn mình sống cuộc đời rồi khi mình lớn tuổi, khoảng những 5-60 tuổi rồi bắt đầu đó đắn đo về cái ý nghĩa của cuộc đời. And so I personally find that very, very gratifying to be able to spend time cultivating the Buddha Dharma. Cá nhân tôi cảm thấy là rất là có cái vinh hạnh, có cái cơ hội để mà tu những cái tu Phật pháp. In particular, I'm very grateful for the faith and the trust that many people placed on me. Nhất là tôi muốn bày tỏ cái lòng biết ơn là rất nhiều người có đặt niềm tin vào cái cá nhân tôi, cái pháp tôi học. Now, place of faith in me personally as well as the Dharma I'm preaching, that I'm very grateful for.
is a rather difficult thing to do, because I do not have the kind of certification or track record that my senior sangha members have. Đó là chuyện tôi rất là cũng khi nào cũng cảm thấy là rất là ấy nấy, tại vì cá nhân tôi cũng có được cái sự ủng hộ, có được cái sự chứng nhận của những cái hội đoàn khác mà họ quan trọng và lớn hơn. And therefore I'm every day I ask myself, what have I done to earn the trust of the people that place on me. Và mỗi một ngày thức dậy tôi tự hỏi tôi là tôi đã làm ngày sẽ làm gì, cần làm cái gì để mà xứng đáng cho được cái lòng tin mà nhiều người đã đặt lên cái thân của tôi. Okay. And furthermore, I am also grateful for the support in the cultivation and our cultivation of this temple's cultivation. Tôi cũng xin cảm ơn cái sự ủng hộ của rất nhiều người xin lỗi đã đến ủng hộ cái việc tu hành cái chùa này. We are very fortunate because I myself, when I cultivate, I don't need a whole lot. Tại vì cá nhân tôi khi mà tôi tu luyện, tôi không cần nhiều hết. But when we cultivate together in this particular dharma called the Great Assembly Dharma, nhưng khi chúng ta tu cái pháp môn rất đặc biệt là pháp môn đại chúng, then it requires a tremendous amount of support. Pháp đại chúng cần rất nhiều cái sự ủng hộ. In particular, for example, the last 14, last chanchi, we are so fortunate to have so many people who put in a lot of hours to support our cultivation pitching. Chúng tôi rất là nhớ nhiều người đã âm thầm giúp đỡ rất nhiều, chùa rất nhiều để mà có thể tổ chức hai cái Phật thất với lại thiền thất này. Ok. It is the unspoken fact that there's no way we could have done it without the tremendous support that we received. Chắc chắn là tôi biết rằng là không thể nào tổ chức được, không thể nào thực hành được nếu như không có được sự ủng hộ rất là thành tâm của nhiều người. I'll give you an example, cho quý vị một cái ví dụ. Just a few months ago, vài tháng trước, we decided to upgrade the electrical outlets, add a few more electrical outlets. Vài tháng trước chúng tôi quyết định thêm một vài cái chỗ để mà cắm điện. So that because the last prior 2 years, every time we turn on the heater, the circuits were overloaded, so it kept on jumping. The circuit breaker kept on jumping. Hai năm trước mà mỗi lần mà bật cái máy lọc lưới lên đó, thì mấy cái máy cái dòng điện nó bị hết sức, đuối sức, thì nó tắt, cũng tắt đầy hết. This year we added like 10 new circuits breakers. Năm nay chúng tôi để thêm 10 cái dòng điện mới. So now each heater has its own circuit breaker. Tại vì mỗi cái máy heater nó có cái dòng điện của họ riêng, chúng tôi không có nhảy nữa. So for the last 2 weeks we had no problem with the heaters going off. Làm hai tuần rồi không có cái vấn đề gì với cái dòng điện thiếu và không đủ sức dòng điện, nguyên điện không đủ sức. And you know, we asked an electrician to come and do it. Chúng tôi nhờ một cái người thợ điện đã tới làm. The man who never came to our temple before, cái người này chưa bao giờ tới chùa hết. He never talked to me, không bao giờ nói chuyện với tôi hết. We didn't even speak a single word. Hai người chúng tôi, ông thợ điện với tôi, không hề nói một tiếng một lời với nhau. And so he came and worked, and a lot of our people helped out. Có nhiều người giúp đỡ ông ấy. Tại vì ông nói ông sẽ làm, nhưng mà ông cần người giúp đỡ. Because he said he would want to install the outlets, but he needs help. He would reduce our costs.
And so a few people helped. After he installed the outlet, he decided to give his labor for free to us. That's worth about around $1,100. Thì sau khi ông làm xong rồi thì ông mới quyết định là ông cúng dường cho cái chùa cái tiền công của ông là khoảng chừng trị giá khoảng chừng 1,176 đồng. So it tells you that we're very fortunate in the sense that we simply the funny thing to me is that we were even trying to impress him or tell him about what we do. Nhưng lại nhất là khi ông đến chùa, chúng tôi không nói ông gì về chuyện gì chùa làm gì hết. Khi tôi nói anything about temple, không biết tôi là ai nữa. Bỗng nhiên vào cái chùa, bỗng nhiên làm công quả xong rồi cúng dường cho tam bảo. So he just came, put in his labor and work, and then decided to offer his labor for free, just like that. So that was very encouraging to me because it makes me very grateful, more humble, more humble. Cái như vậy làm tôi rất là quý hóa cái chuyện đó và khiến tôi cảm thấy khổ thẹn. Tại vì mình không có làm gì xứng đáng để người ta một cái người tới ta làm người ta cúng dường cho mình như vậy, nhất người phải là Phật tử. So I feel ashamed of myself because I feel I didn't do anything worthy to receive the offering of someone who's not even a Buddhist disciple. Okay. So the point here is the cultivation, our cultivation places emphasis on goodness. Cái ý tôi nói là cái việc tu hành chúng ta, cái tu luyện chúng ta là chú trọng đặt trọng về cái vấn đề là cái lương thiện. Okay. And I feel that that's our small contribution to society to pay back to the kindness that we received from this country by its people. Nên tôi cá nhân tôi nghĩ tôi tin rằng cái đó là một cái sự cống hiến nhỏ của cái chùa này của chúng ta để cho cái xã hội này để trả ơn này để tỏ lòng tri ơn cái sự từ bi cái lòng sự giúp đỡ của cái người xứ này cái quốc gia này So all I wanted to say for the final words of the year is that I want to thank you all for your support, and I hope that you will continue to cultivate together and help others learn to cultivate. Cuối cùng tôi xin nói rằng một vài lời cuối cùng của năm, rằng tôi xin cảm ơn quý vị đã tới cùng tu chúng tôi và hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục cùng tu với nhau. Okay. Now, for the rest of the time, I'd like to ask people to express their opinion and their input, so that we can round it out, we can close it out. Cuối cùng, chúng tôi xin mạn phép yêu cầu quý vị đóng góp vào. Mà bày tỏ những tư tưởng, cái cảm tưởng quý vị khi tu vừa hai tuần vừa qua, năm vừa qua, để chúng ta có thể học hỏi với nhau. In particular, I noticed that Thomas here. You've been how long? You've been sitting now today, Thomas? Since the morning, but I was unbuckling it between the periods. Between periods. I see. But you didn't get up. Except for when. Got up at one time. I see. Very good. So you worked very hard today. Excellent. Ông ngã ngồi khá lâu. So how do you feel? I feel good that I made it through.
But I guess it wasn't that hard unbuckling in between. Not as hard as like they're sitting the 8 hours that I sat before. Mm-hmm. Okay. But it was still good at least to make some effort at the end. Yes. What's your impression? Would you like to share your thoughts or opinion on your experience so far? Actually quite attain any of the goals that I set for myself for the retreat, but that's okay, I guess. Like you said, we're supposed to fail. But it was still a very good retreat. I mean, the main thing for myself, I just feel, you know, a lot of gratitude for everybody that made the retreat happen, and I really didn't do anything aside from just sit here this whole week. So all the cooking was really awesome, and just, you know, everybody's efforts to make it come together. That was really valuable. But just in general, I feel really fortunate. This is exactly 6 years ago on this day that I finished a retreat with Master Shenghen, or in front of his disciples. And then after that, I... New York? Yeah, that's when I completely... Oops, I lost these guys. And then after that retreat, I completely lost it and reality just fell apart, and I ended up in the hospital. Which, you know, a little bit about... And it took me years before I could practice again. I was terrified of practicing because I felt like the practice just pushed me over the edge. So... Can I translate for that? Oh, yeah. So what did you practice with Shenghe? Did you the Hua Tou? Yeah, I did the Hua Tou. Which Hua Tou? They let us pick between a few. Initially I was saying, who is dragging this corpse around? But then I thought that was a little morbid, and I switched to what is Wu. Ông là ông kể đó, ông nói là ông hai tuần rồi ông rất ông cảm tạ, ông không làm gì nhiều cho cái Phật tích cái thiện thất hết, chỉ ngồi đây thôi. Ông rất cảm ơn có cơ hội được ngồi đây lâu như vậy. Và ông nói là loạn ngon dễ sợ lắm, loạn ngon lành quá, anh ông rất tỏ lòng biết ơn nhiều lắm. Ông không đạt những mục tiêu của ông muốn đạt qua cái hai cái thất này thì đều như tôi nói đó, cái thất là thất bại nhưng mà thành công, thất là học cái cách thất bại nhưng mà học cái thành công là cả không sao. Tôi nói là cách đây đây là đúng 6 năm trước mới thành hoàn tất ngày một cái thất của cái ngày sân thánh nghiêm ở bên New York, một cái học người đệ tử của thầy thánh nghiêm, hòa thượng thánh nghiêm. Hòa thượng thánh nghiêm thì quý vị có biết là một cái vị thiền sư bên Đài Loan rất là nổi tiếng, một trong bốn vị đại sư bên Đài Loan đó, thánh nghiêm là một trong bốn vị đó, rất nổi tiếng và rất là giàu, rất là giàu có. Được rất nhiều đạo tràng khắp mọi nơi, thì bên xứ này, bên Lũ Ước đó, có một cái đạo tràng họ thích cái tổ chức đại cứu trước tuần tính, nó qua đó rồi tôi nghe nói thôi. Thì họ tổ chức một cái thất ở đó, thì họ tham tọa độ. Hôm nay ông tới đông tu một tuần, xong rồi sau một tuần đó thì ông bị bệnh nặng lắm, ông cũng hoảng tinh thần, ông bỏ cuộc luôn. Ông nói là chắc là tại vì cái tu này cắt ra quá, thành ra ông phải bỏ cuộc, thành ông sợ ông nhóm tu nữa. So yeah, I just feel, you know, very grateful to have the kind of support and guidance to be able to practice and make it through. Because after that time, like I said, it took a couple of years before I even started practicing at all.
like my life just totally fell apart. So it was just to get back to normal took a while. And then when I started practicing, I felt like I had to be really cautious, and I thought I always would have to be like kind of walking on eggshells, because the doctors, told me that I should always, get enough sleep. And I used to, prior to that, I used to kind of, sleep less when I was doing retreats. And so I felt like, oh, I guess I can't do that anymore. Which, obviously I've talked to you, I've brought that up before, and so you helped me realize that that's not true. And then also I've been able to go off these medications, which, the doctors would say that I should never go off these things. Never? That's basically what they say, yeah, she should just... Wow! Rồi cái chuyện đó cũng nói là lúc mà con tu, lúc mà con tu thất bên kia, bên mấy học trò ngày thánh nhất á, thì khoảng cái cuối cái phần thì thất thì ông nổi khùng lên. Ông bị khủng hoảng tinh thần, rất là nặng nề. Hai năm liên tiếp sau ông không dám tu nữa, ông sợ quá. Rồi tại vì bác sĩ đó mới nói ông là lần sau thì không bao giờ được phải cần ngủ nhiều hơn, ngủ cho đều, cần uống thuốc cả suốt đời ông này phải uống thuốc để mà nó kiềm chế lại mình cũng hoàn tinh thần. Thì sau này ông đến gặp tôi thì tôi mới nói là không sao đâu, ngủ ít không sao đâu, còn không uống thuốc cũng không sao đâu, bây giờ ông không uống thuốc rồi mà ông cũng không ngủ được nữa. Cảm ơn có được cái sự hướng dẫn để mà giúp đỡ ông vượt qua cái khó khăn, cái trở ngại. Ok. So yeah, basically just feel very grateful for the support to be able to, make it through some of those fears and feel like I have a supportive environment, especially from you, to be able to just do the practice and realize that, a lot of the things that I was told by the doctors are not necessarily true, and that I can deal with this through other means aside from those medications which really screw you up. Mess you up bad. Nói là đại khái muốn tỏ lòng biết ơn đã có được cái sự hướng dẫn để mà học những phương pháp mới, cách mới để mà đối trị với những cái khó khăn cuộc đời, những bình hoàn tinh thần của ông. Ông nói ra có những cách là mình làm ở đây mà bác sĩ nó đi ngược lại những lời bác sĩ. Nói là thiệt ra bác sĩ mà họ trị mấy cái bệnh tinh thần đó, cũng hoặc tinh thần đó, họ cho uống thuốc là thôi, giờ họ không biết gì ngoài khác hết. Cái thuốc nó rất có hại cho cái người bệnh nhân, rất là tai hại cho người bệnh nhân. Mà cách mình tu hành cũng cần những cái chuyện. Okay, so you should also be grateful for obtaining cooperation from these beings, from not harassing you. Mm-hmm. Don't forget that. Tôi nhắc ông ngày hôm nay ông hai tuần rồi ông tu được, tại vì ông có được cái sự hợp tác những cái chúng sanh đang quấy nhiễu ông, nó không nhắm quấy nhiễu ông hai tuần rồi. Okay. All right. Anything else you'd like to add? Anything else? Anyone else like to add? Ai muốn nói gì nữa không? She asked a question. I said, anyone has a question? She immediately raised her hand and she said, oh, Master, how come? What happened? Why? What did they teach him that caused him to get into trouble? You didn't dare bring it. You didn't dare put it that way, did you? She would. Có khoảng ngân mới dám hỏi thẳng như vậy đó. Ai cũng lịch sự hết. Tôi mới nhắc là tôi là tiểu tăng thôi, đừng có hỏi khó quá. Tôi trả lời thằng bậy thằng bạ, tôi mang tiếng nữa. Thì người ta dạy chuyện người ta đó, phải chuyện của tôi, nó hỏi tôi làm cái gì.
So my question, my answer is whatever they taught you is their business, not my business. What do I care? Nhưng mà chuyện của tôi đâu, hỏi làm cái gì? Hả? A lot had to do also with many other factors in my life at the time, so I definitely can't just put all the responsibility on them. It had a lot to do with just the way I was living. I was putting myself under a lot of stress and trying to, like, in my head think through all these life decisions at once. Like, I was considering monastic life, but I was still with another girlfriend at the time, and you know, I was applying to grad school. How many girlfriends do you have? That was, I really only had those two. Oh, same at the same time. That was the previous one. But anyway, so I was going around to practice centers all over the place. Mostly in the U.S., but I was going to all these different practice centers and trying to find the right teacher. And I was like putting myself under a lot of pressure to sort of decide everything at once. So I went over there and I didn't have like a real, this is the first time I'd been there for that 1 week. I didn't have a relationship with any of the people there. So I was just kind of like in a very scattered. Về là về cái trước cuộc đời ông cách sống của ông nó hơi cực đoan một tí, là vì ông thích đi kiếm lùng học cái pháp này tu pháp nọ, rồi ông muốn đi xuất gia này nọ nữa, thành ra ông có cuộc sống nó hơi quá lố một tí, thành ra ông tới ông kiếm thầy, kiếm pháp, rồi kiếm đủ thứ hết á, cái gì cũng muốn làm ngay thành công ngay lập tức, thành ra có nhiều cái chuyện nó bị sai lầm, tức là đi mấy cái chỗ đó sai lầm. Okay, we can take that at face value. Mình chấp nhận cái chuyện đó được. When we need a question, it has a very very important point. Cái câu quả ngân câu hỏi mà nó hơi sốc một tí. Nhưng đều á, nó quan trọng. This question is an important question, even though it's kind of offensive. You have to realize that these dharmas, especially the hoa thổ, quý vị phải nhớ rằng những pháp môn đại thừa lớn và quan trọng như pháp môn tham phật đầu bên kia tu đó, bên nhóm thánh nghiêm tu đó. Okay, I can speak about it now because I didn't dare speak about it when Sheng Yin was still alive, because that would be disrespectful towards him. Bây giờ tôi mới dám nói, tại lúc ông thánh nghiêm ngày thánh nghiêm còn sống á, tôi mới dám nói, tại vì tôi nói gì là tôi hơi xúc phạm một cái vị Đại Tăng bên Đài Loan, mà tôi là lờ người Đài Loan. I owe the Taiwanese people. You always about it. I owe them. Tôi nợ người Đài Loan. Tôi muốn phá cái pháp của họ. Okay. Nhưng họ tôn sùng một ông thanh niên, một trong bốn vị Đại Tăng của họ, thì sao tôi dám đụng ông thanh niên thôi. Since I owe the Taiwanese people, I wouldn't dare touch one of the four biggest Dharma masters in Taiwan. But I feel that his approach to Hoa Thổ is wrong. Điều tôi nói thiệt á, lúc đó tôi biết rằng là cái cách mà họ tu luyện bên tham tòa đầu á, nó sai. Vì vậy, lúc đó tôi tính tới tu chung với họ bên New York. Xong khi tôi nhìn kỹ ra, cái này tôi rạch rồi, tôi không tới nữa. Là vì lý do chính vì vậy tôi không tới. So, to be honest with you, I was planning on going to New York to do a chan chi with them. And as the condition got closer, time got closer, I began to realize that their approach is wrong. Therefore, I abandoned those plans very quickly. I never approached Sheng Yin. I discarded Sheng Yin's dharma right after that. Sau đó tôi không có duyên mới tới với họ. Xong rồi tôi mới hiểu rồi. Tôi mới nói là cái pháp này là pháp tham tòa đầu, pháp tu sai đó.
Okay? And the reactor happened alone. The guy cat will not the reactor hit. And it spared me a lot of hassle. Làm như vậy nó giúp đỡ cho tôi rất nhiều, tại vì tôi đỡ phí thì nhờ. Đàn ông nổi tiếng như Sầm Thanh Nghiêm rất là nổi tiếng, rất là giàu. Very rich, very powerful, very famous. He has a lot of publications. I just wipe them all out. Nó nổi tiếng, biên rất nhiều sách. Tôi gạt hết tất cả. Okay. So number one point I'm trying to make here is that their quantum practice is incorrect. Tuy nhiên tôi nói cái pháp tu tham ở đầu của họ trật. Okay. Number two, pertinent to Bồ Nhĩ's question, cái phần cái gì mà nó liên quan tới cái câu hỏi của cô quả thân. When you organize these events, khi quý vị tổ chức những cái pháp hội như vậy, the unspoken rule is that you must have a Dharma host. Thì phải có một cái người pháp chủ. You need to have a Dharma host, meaning that you need to have a monk or someone, or a nun or someone, who's going to stand there and support the entire assembly. Pháp chủ là sao? Là một cái người tăng hoặc người đi, người đứng ở giữa đó. Nói là tôi sẽ ủng hộ cho tất cả quý vị. Để quý vị có thể yên tâm mà tu hành, không ai được quấy rầy quý vị được. So Dharma host's role is that basically he says, this is my Dharma, this is my place. I allow all of you to practice, okay, in peace, and no one is allowed to disrupt you. That's the role of the Dharma host. Okay? And if the Dharma host is unable to provide protection to the practitioners, we will fail. Nếu người pháp chủ mà không có sức để mà bảo vệ cho những người trật tu trong đại chúng đó, thì những người trong tu trong đại chúng sẽ thất bại. Did you know that when Master Shenhua was alive, every time we organized Dharma assembly, he's dead. Vì biết lúc ngày Thiên Hóa còn sống đó. Lúc ngày Thiên Hóa mà lúc mà tôi ở đạo tràng ngày Thiên Hóa đó, một lần chúng tôi có cái pháp hội ngày Thiên Hóa có mặt. Even after he died, when I was organizing Dharma assemblies, we were organizing Dharma assemblies at his way places, he's there. Sau khi ngày chết đi rồi nữa, lúc mà tổ chức pháp hội ngày chúng tôi như bắt đầu wearing a red sash. So that's why this Dharma host is very important. That's why you notice in the DRBA, all the Dharma assemblies, it says Dharma host is Master Shenhua. Thành Hồ, bên bạn là Thành Hồ Khôn, như sao? Tất cả những pháp hội, nhập lại cái biên của họ, pháp chủ họ đều là Ngài Thiên Hóa, Hồ Khôn của mình. So everyone was under his protection. Tất cả người đều được Ngài bảo vệ. And this is what people don't realize, the significance of the way these things are organized. Quý vị không hiểu được, quý vị không thấy được cái sự cực kỳ quan trọng của cái sự liên quan gì, cái sự phát chủ, cái sự thành công của cái người trong đại diện. Okay, and that's why you never see lay people organizing Dharma assemblies. Người trong Phật pháp không có người tại gia mà tổ chức pháp hội. Đủ chứ?
có cái năng lực để mà ủng hộ người khác tu. So the left home people's responsibility is to develop the power and capacity to help others cultivate. That's an unwritten rule. Đó là một cái điều kiện mà không ngoài ý ai nói ra. Là nếu như người pháp trưởng không ủng hộ, không giúp đỡ người khác cũng được. Because if without the Dharma host protection and help, you know, it's difficult. Thằng nói cái bà khôn đó, bà đó rồi. Nghiêm đó. Nhưng mà bà khôn như sao đó. This is why Nhiêm here, Mrs. Nhiêm here is very smart. She says that several times and not even notice it because I didn't translate it for her. Bạn khôn mà nói nhiều lần mà tôi lầm lơ, tôi không dịch ra thành ai để ý cái chuyện đó hết, có mình tôi và bà biết thôi. She says she kept on bowing to me, kept on bowing and bowing. Thứ nhất là ok, cái lại tôi hỏi là tôi bực mình để sợ. Thứ nhất, quý vị phải nhớ như vậy, please remember this. When the master is meditating, don't bow to him. Khi người thầy đang thiền, đừng bao giờ, không được bao giờ. Vậy, nếu cái sanh nhi, this especially novice monks and nuns, they should know this. You should not bow to the master when he meditates. You don't. When he meditates, is this a meditate? You ignore him. Thấy ông thầy ngồi thiền, làm lơ, không có lạy. Ok, bà đó bà lại lấy để and she kept bowing to me every single day. He even said that she bowed to me while sitting as well, and with in her mind as well. Ngồi đó cũng nói là tôi con đang lạy thầy nữa, con đang ngồi mà con đang lạy thầy nữa. Tôi bực mình cái chuyện đó. Con muốn kiếm thầy, con muốn ai mới vậy, khổ thầy lại rồi tôi tuột sao tôi có thăng được đâu. Lại cho thầy thăng, cho thầy thăng. And this is very very Chinese, cái này là cái sự hiểu biết bên cái truyền thống người Hoa, là người Việt Nam mình, người mấy xứ khác là không hiểu rõ mà. Những cái đạo tràng này, tất cả các đạo tràng, mỗi cái đạo tràng nó hưng nó thịnh, nó thành công nó thất bại là nhờ cái công đức của người phương trưởng, đúng không? Người Hoa biết cái đó rõ ràng, người Việt Nam mình cũng biết nó rõ cái chuyện đó. Người Việt Nam biết nghĩ là thầy cô thì cũng có thầy, có cô có thầy gì đâu. Cái người lãnh đạo, cái người phương trưởng là cái đạo đức của người nó rất là quan trọng. Thành ra khi mà họ vào chùa đó, họ cái lòng biết ơn với cái người lãnh đạo sẵn, nó là tinh thần. Cái người Việt Nam là chỉ biết cái chuyện, người Nam cũng chú trọng cái chuyện. Là như cái hàng như là cái pháp hồ đã thành công là nhờ cái người đứng từ đó hồi nãy đó là pháp chủ rồi. Thì ra xin cảm bà này cái người trung trưởng, người lãnh đạo. So I explained to them that the Chinese understand this better than the Vietnamese or the other people, in that they understand that each temple, each way place, success or demise is directly connected to the abbot's virtues, merited virtues. And that's why every time you go to a temple and make sure to pay the respect to the abbot. And just express their appreciation for his help or his virtues, his virtuous life styles that enables the temple to function. Temple to exist, and that's what the similar concept to the Dharma host that I was referring to earlier for Dharma assemblies. And
And so this woman, he keeps going to tell me, you know, I'm grateful to you for your merit and virtue. I'm grateful to you for your merit and virtues constantly. And that's very Chinese. Cái bài mà nghe mà chuyên môn nói là con cảm ơn cái công đức của thầy, con còn biết ơn công đức của thầy. Cái đó là người Hoa mình sẽ nói như vậy, còn người Việt Nam phải phải trang ít lắm, người Nam ít làm chuyện, không hiểu chuyện. Và cái người Hoa thì phải cái người phương trượng một cái lý do ta mở cái chùa ra là ta dùng công đức người ta để giúp tín đồ. Thành cái người mà chủ chùa phải sống có công đức. Cái điều kiện của cái chùa này, con người phải lương thiện, không thể không thể một cái chùa mà người ta mới tới được, người ta mới tới tu được. Còn cái người chủ chùa mà ác, chùa mất thanh, như chùa mình. So I explained to them that the Chinese got it right in that. One of the requirements for the abbot in the temple is that he or she opens the doors of the temple to help others, and his dharma is that he must lead a virtuous lifestyle so that he has a merit and virtue to help others. That's a commitment that they make. That's what the Chinese understand, and they show, they express their appreciation for them. And so, in essence, the abbot or the head, the spiritual leader of these way places, commit to a lifestyle of goodness and of dedication to helping others. So, if they are mean people or they are evil people, the way places do not thrive. They don't. Okay? No one's going to go to them. Just like our temple. 5-6 people, maximum. Yes. Okay. Mà thầy Nguyên Ngọc đó thì có một cái lòng mà biết ơn của quý ngài là tu chân chánh và tu chân được đắc pháp để độ chúng sanh tu. Nhưng mong các vị ở đây tu lên đều ai cũng được thành công. Nhưng mà Nguyên thì chưa được cái gì mà mong cho những người khác được thành tựu. Says he hopes that the people cultivate him will succeed, accomplish the Dharma doors and practice, so that they can help more people. Đương nhiên, mục tiêu của mình tu là thành công, thành tựu cái pháp môn để có sức giúp nhiều người hơn. Thầy hồi xưa mà sư cô muốn vô cái chùa này, đầu tiên là như vậy, nhưng mà không phải chính nhất, nhưng cũng dễ bảo là ngủ lại bà, ông bà để hoàn thành hết. Sau này những cái ít lại. Okay, anyone else? Ai có muốn đóng góp gì nữa không? Yeah, routine, 怎么样? 老师,我想问一个问题, 以前经过这样子的问题, 我不晓得对不对, 是不是有那个, 以前有一位比丘尼啊, 他在吃饭的时候, 他就叫我们说, 叫我们站到他的那个桌子旁边, 他就说, 供养法师叫我们讲这句话，对，啊，那我也会，也会发现，对，那我觉得这样子好像不对，为什么我们如果我们自己呀知道的时候我们去的时候就还好，他专门叫我们去，而且那时候我们都不认识，还不熟，那么他就整天来叫我去这样讲，对，他不对，啊。 他不对，所以我就觉得我也不知道对不对啊，所以今天我想提出来这样证实一下。后来呢，这个高一师公我在中住呢，那么，昨晚去安置，山，那个大家在接接接，那么接待来，那呢，讲供养的，昨晚这师公，那都那晚上进来，因为我们把他带供养，昨晚这师公进来，因为都那晚上都，那发达了。 So there used to be a nun here who forced the lay people to come stand next to her and say, I'm making an offering of this food to you. And so she feels kind of weird because you're forcing someone to make an offering. Verbally.
And I said, you're right, that's a wrong dharma, there's no such a thing. Okay? That's because she had learned the dharma somewhere else and she didn't quite understand that the significance of that dharma. Sư cô đã học cái pháp ở bên Hồng Kông á, xong rồi thì không hiểu cái pháp đó, thành ra vẫn chưa hiểu cái pháp đó, thành ra cái cách hành của pháp cô đã trật. So she learned the Dharma in Hong Kong and she didn't quite learn it properly. That's why she does it wrong. Since she never asked me, since she felt she was right about doing executing the Dharma that way, she never asked me, so I never told her. Sư cô đó tới chùa đó ở làm như vậy mà tôi biết là cô làm trật mà cô không hỏi tôi nói tôi đâu phải thầy cô tại sao tôi nói làm gì. I was not her teacher, why should I teach her? She was looking to me for instruction, so I didn't say anything. She was wrong. That's incorrect. Okay. Any other question? Okay. Cái okay, bởi vì khổ lắm, tôi mới đọc một cuốn sách nghĩa là mình biết hết tất cả, học được 10 cuốn sách nghĩa là mình biết hết tất cả, đọc 100 cuốn sách nghĩa là mình biết hết tất cả. Dốt vậy sao? This is the problem with people who cultivate. They read one book and they think they know it all. Maybe they read 10, maybe they read 100 books and think they know it all. Sao nhập lạc? Sao ai kiến gì hả? Con nghĩ á, thì trường hợp mới đây thầy mới nói á, thì sư cô hỏi với thầy không trả lời, thầy không phải là thầy. Con nghĩ thầy, tại vì cổ hỏi thầy, cổ cũng kính trọng thầy, cũng muốn đợi kính thầy cũng chỉ cổ biết được cổ. Cổ đâu có hỏi đâu, sao tôi chỉ được? Cổ có hỏi không? Không hỏi. Cái pháp tôi là... Tưởng là hỏi thầy không? Hỏi tôi phải chỉ, không hỏi tôi không chỉ. Okay. Cái pháp phải tỉnh, pháp không tỉnh, muốn dạy. Cái đó mấy người đi khâm đi thì hiểu cái chuyện đó. She said, well, how come she asked you and you didn't teach her? I said, no, she never asked me. If she asked me, I would have taught her. She was showing up, she was showing to this temple that she knew what to do for the food. Found it funny, so I never said anything. Thầy cô tới đi, cô tự có đem cái pháp tới để coi thử cái chùa cho cái chùa nó thấy được cái pháp như vậy. Tôi tủm tỉm, tôi cười, tôi nói cái pháp cũng phải như vậy đâu, cô không hiểu. Và tại vì cô cứ nghĩ là cô đúng, là tôi cứ một lơ thôi. Cái tiền của những người nghĩ mình đúng, họ nghĩ tự động mình làm, tự tiện mình làm thôi. Họ không thoại một tiếng, tôi yên lặng để cho họ làm. Mấy tụi nó dốt, nghĩ nó đúng, mình chịu thôi. cho nó làm. And that's my constraint. These stupid nuns who are so sure they know about what they're doing, and then so they go ahead and do the wrong things and never ask me, there's nothing I can do. Especially when they feel they're right, so it's right. That's what I see in my career, my professional career. I see people doing the wrong dharma, then I don't say anything. Tôi thấy biết bao nhiêu là pháp đặt hết, tôi không dám nói gì. Tôi phải chuyện của tôi đâu. Tôi hỏi sao tôi có quyền nói. Nếu ông ask, I can't say. I can't tell. Next question. Ai thắc mắc khác nữa không? Yeah. Sư cô nói đi. Thank you.
thì nó còn từ này chưa rồi những cái tâm hành, những tâm hành một cái ích kỷ, những tâm hành nó tự tội, nó đã tấn công nó ngoài, làm cho con đau, một cái đau không có, nó đau mà nó ngoài do cái tâm hư nó bất an, cho nên cái đau nó đến thì không có, không có một cách nhưng còn cái nhìn như đây mà con thể là không được cái này nó có nó liên quan đến mặt khoa học, một thiên học và khoa học á, thì dùng như là thêm cái đau điểm á, thì con nhìn cái đau và con muốn học, con muốn thứ để cả người cả thân thì cân đau này quá rất là nhẹ, thì đó là cái thực tập của con và trong cái tuần lễ thiên phật về cái đau. Yeah, she says that she wants to share her experience the last 2 weeks. The first 4 Gs, she's very happy because this year she had a lot of time to practice because a lot of lay people step forth and help out with the kitchen duties and the temple duties. So she felt very fortunate, very privileged, and she's very grateful for that. And she was doing well. And when it comes to the, she was able to concentrate and felt very blissful. But when the chanti began, she had nothing before she would recite Buddha's name. But the chanti, she went back to doing chant, and she had nothing to lean on. So she had a lot of pain and a lot of false thinking. False thinking came furiously. And she wanted to share an experience with her, with the way she dealt with the pain. When the pain came, she just let go of everything. She relaxed and let go of everything, and that's how the pain went away quicker. She shared with the great assembly. That's one way to handle the pain. Đó là một cách, một phương pháp để mình giải quyết cái đau. Okay, anyone else? Ai có ý kiến khác nào không? Để cái cô Di Lặc nói trước rồi xong cái cô mà hỏi nó nhiều chuyện. Dạ, không có được vui lắm.
bạn vô bạn nói về đâu ai ở đi đâu ai cũng bận vừa làm mà vừa con nhỏ nữa mà vừa phải đi làm nữa chỉ có con là quá thoải mái không có con nhỏ mà không đi làm mà không dẫn về được nữa thì có ai dẫn được cuối cùng thì con cũng nói là con đã quyết định là đi hai tuần này đi chùa rồi con không có thay đổi được rồi gặp cái ra nhà cái người em rể mấy chị sinh là có hai đứa con nhỏ mới dẫn một đứa đi rồi chỉ nghỉ xin nghỉ ba tuần đi dẫn mà về đi mới dẫn về mấy ngày nay con cũng chưa gánh bởi của anh thì đó cũng một chuyện hay làm cho con ngồi con bị cảm tưởng nhiều một phần thì con bức rứt hả hơi bức rứt dạ con có ba cái động tưởng một tưởng là con biết không biết mai nấu cái gì nấu ăn cái gì chuẩn bị nấu ăn thứ hai thì tưởng về má thì đi kêu về Việt Nam mà con không có hứa và con không có làm được cho bà cho má rồi thứ ba là con gái con ở Hồng Kông và làm về cũng cùng hai cái tuần nay nữa đúng ngày thầy mở đầu cái phật pháp và nó về rồi ngày mai thì nó rồi cũng cuối cái ngày cuối như bữa nay là chuẩn bị đưa nó lên thư cơ trở về nè mà sáng sớm ngày mai thì cũng trong thời gian hết thành ra con cũng hơi có bị xáo trộn về cái tâm lý một chút dạ chứ con không có khủng hoảng gì trong chùa hết dạ thì hay bị cái đó lúc mà hay bị vọng tưởng là ba cái tuần đó hay ngồi hay khó khăn năm ngoái nhưng mà con tưởng vẫn rất thoải mái ngồi nhất là cái phật thất thì rất là an lạc nhưng mà cái thiền thất thì con còn đầu. Con ngồi chết dạy lúc nào cũng bị thất bại lắm thành ra hôm qua con nghe cái cô phát ra gì con mới cô thành cô nhập thân nha nhập thân dạ con nhập thân của dạ thầy nói bỏ ra vô cái gì ngủ định á thật ra con hỏi ngủ là hắn con hỏi không phải là con ngăn tị mà con mừng cái chỗ là con có thể bắt chước cổ ngăn tị không mừng bắt chước đó con muốn bắt chước đó thầy ngồi cao nên nhập phải con mừng chứ dạ dở nói con nghe thấy cổ ngồi trên ghế mà đứa nhờ ngủ định con mừng chứ con không có tỷ tôi thấy là cái tim đen nó rõ vậy tim nó đang thui vậy and you see some time conflicts planned conflicts because she planned to spend the 2 weeks here at the temple cultivating and her mother says young sister is getting married and she needs someone to take her to Vietnam. She said, okay, I'll take you. Because she didn't, it's not working this year. And then she looked at the calendar and she realized it's the same date as Bao Chan Chi and Bo Chi. So she backed out on her promise to her mother. So she feels bad about it. And then at the same time, her brother-in-law then volunteered to take some time off, take three weeks off, to take the mother to Vietnam and bring one of the young child with him so that he can keep an eye on the baby. And so she, he struck her as well, sitting there wondering about what's going to happen to him in Vietnam and the mother. She felt bad about not following through with her promise. Number three, her daughter from Hong Kong came back the first day of the Fuji. She came back and tomorrow she's leaving back at Hong Kong. So she has these three types of distractions this year. But she felt fine during the 4G. The Chan Chi is much more difficult for her. Cái quan trọng là cái chuyện cô nhập thân này nó quan trọng. Tôi kể chuyện cho quý vị vậy, không phải để khoe khoang quý vị, mà để cho quý vị thấy cô nhập thân đó, mấy ngày trước đó, cô nói với tôi là cô nói, cô dịch tập tu mà tu khó khăn quá đi. Thất bại không thấy không làm được những bị thối lui là giống như muốn bỏ cuộc tới nơi rồi cho nên thì cố gắng tu tiếp đi cái lúc mà mình thất bại mình cứ tiếp tục làm mòi thì đó mình mới thành công được còn lúc mà thất bại mình tìm là không bỏ cuộc rồi lúc đó mình sẽ chịu thôi cái tu hành tức cười như vậy trong cái thất bại đó mình kiên trì. And the reason I bring up Ru Jing example is very important for the reason that she was struggling for a long time. Even before the 4G, she had problem meditating and reciting Buddhist name, crossing her legs and everything, and sitting there. And
And so during Fo Qi, she was very afflicted, and she said, you know, I'm not sure I can make it to the Chanqi. This is not going too well. Fo Qi is much easier. I can't handle it. How can I handle the Chanqi? Okay. And regardless, she managed to hang on during the Chanqi. That's why she broke through. You know, you keep going. You keep going for you hang in there and live to cultivate for another day. Cái tu hành là như vậy đó, quý vị là cứ bấu à, bấu cái ngón tay mình vào, ok, mà mình tìm đủ cái mọi cách để mà mình phấn đấu để mình tiếp tục tu thêm một ngày nữa, lúc đó mình thành công. Chứ mình cần biết các bạn thành công, mình cứ tiếp tục tu thôi, làm hoài, ok, nếu đó nó mới phá còn được. Chứ đừng có nhìn cái thất bại tạm thời nó nói là mình hạn chế. Cái việc lầm thì cũng nhiều cách tu. Tôi biết chuyện là cái ngày nay cái thiền thất ngày hôm nay nó quan trọng, năm nay nó quan trọng là cái bài học này đó. Tôi muốn dạy cái việc lâu rồi mà chưa ai làm, tôi chưa nói thôi. I wanted to teach people this lesson here, very important lesson for a long long time, and no one ever brought it up. That's why I never could teach you. So you should all be grateful to Lu Jing here, because that's how you cultivate. Phải biết cảm ơn cô Nhập Thanh này, tại vì cái đó là một cái điển hình, ví dụ điển hình là mình chỉ tiếp tục tu thôi, mình không cần biết, không biết trời trăng, mình chỉ cắn răng mình tu thôi. Lúc đó mình muốn phá rồi. Cứ ngồi đó mà tôi phải ngồi phải 2 tiếng, 3 tiếng, còn lâu. Mình chỉ làm thôi, mình không cần biết thất bại thành công, mình chỉ làm, tiếp tục làm thôi, mình phá rồi. Ok? Và mỗi ngày mỗi khác, each day is different. It's never the same. Cái chuyện này con thấy mọi có vẻ là hơi không có được như ý muốn nhiều. Có cái giải thất bại nhiều, cho nên con giờ khi đi ra lúc con nghĩ chắc con không có tu thiền khác được. Khi tu thiền nó chắc Phật niệm Phật thì dễ hơn. Không, vậy cái bài học nó quan trọng là mình chỉ làm thôi, mình chỉ theo đại chúng mình làm thôi, mình cũng cần biết. Người ta thành công chuyện gì, người ta thất bại chuyện người ta, mình chỉ làm, tiếp tục làm, mình lo chuyện của mình thôi. So, you follow along with DSM, it doesn't matter what everyone else is doing, if they succeed, fine, they don't succeed, it doesn't matter either. You just keep on doing what you're doing. You hang on, while your fingernails, that's what you do. Okay? Rồi, cảm ơn. Anh gì đó thầy. Con tu tới bữa nay là được 3 khóa rồi. 3 khóa thiền thất. Dạ. 4. 3 khóa là 4. Mà thăm là 4. Đó là thăm dự 3 khóa là đúng với cái lời nguyện của con đó. Là 3 khóa. Là thầy tổ chức 4 khóa. Cái khóa là năm ngoái. Tháng 5 mở cơ lên tham dự thầy. Là con được năm. Đúng rồi, tháng 5 năm ngoái cũng như biến mất. Năm ngoái không biết. Tại sao vậy? Không biết. Phiền não hả? Không phải phiền não, không biết vì sao. Tự nhiên á, cái này cứ giống cái nguyện của ngõ ngăn gì vậy đó. Xong cái giống ba tới bữa nay là ba khóa rồi. Hai khóa thứ nhất là cái khóa thứ nhì đó, rất là khổ sở, đau đớn. Khổ sở nó tâm nó tống tới mình, nó không có thở được luôn. Bỏ mình cũng ráng hoài, ráng cái tiếng này là thứ ba này, tiếng thứ ba này, ông nhân cũng đang lo ngại đó, và không biết tiếng thứ ba này mới tới đâu nữa, rồi mình nghĩ tới cái đau rồi cũng sợ điếm hết luôn á. Cái tiếng thứ ba này con vô như vậy đó, xong mà con thấy nó nhẹ nhàng, không biết làm sao, thấy tự tại quá chừng. Đợi cái việc, để tìm được tiếng Anh cho họ nghe. We have 4 chanqi here, and this is the third one she participated last year during May, the last chanqi this year, the prior chanqi this year. She didn't participate because she's busy doing something else. But she is committed to participate in 3 chanqis. First two were very difficult for her because it hurt so much. And remember, she never cultivated before. She always worked in the kitchen. She doesn't cultivate, doesn't listen to sutra lectures and stuff like that. But she participated in the two prior chanqis, and
it was so painful that she nearly passed out every single time. And so she said, I'm not sure how I was going this third time she here, because all of a sudden you came here and everything was so blissful, so peaceful, and so easy. Mm. Cũng đi nấu cháo, tôi nói thôi cô đi thiền để tôi nấu cho, để tôi giúp cho. Sáng nào cô nói là để cô làm mà nấu ăn rồi này kia đó. Tôi nói thôi cô đi làm này, cô đi thiền để trẻ quán ăn với chị Nghiêm này, với chơi cô này tôi quên đó. Tên cái tên mới không biết kêu luôn á, nhập lạc á, để mấy người đây làm được rồi. Thì con thấy con muốn làm rất là thoải mái, rất là quan hệ. And so she says that in the morning she would ask Venmo, Shin Kai would want to go and cook the congee, the porridge. And she said, no, why don't you practice? Let me take care of that. She helped out the kitchen in the morning, help out as well. And then she would practice as well. And she felt that as if it's all in sync. It's like there's no conflict at all. She would help our kitchen come and meditate, and she felt fine. Felt very good. So she's grateful for my helping. Her and the assembly on cultivation and help make progress. Okay. Anyone else? Có ai có muốn nói chuyện nữa không? Dạ, Hương Trinh, sao bây giờ? Lão sư, tôi muốn nói với lão sư, lão sư đối với chúng ta, và mỗi năm đều có những pháp hội. 使我们呢有机会呢可以修行，这个呢真的在别的地方可能找不到，所以我觉得非常非常好，非常非常感激老师。那么平时对我们的教导呢，虽然有时候呢，听不大那个不很了解，不过慢慢的时候呢就会了解，所以这一点呢非常感激，非常。 那感激老师的那对我们的要求，对我们的严格要求。那么还有一点，就是说，这两个星期以来，就这三位厨房的那个火头军呢，他们呢，付出了他们很大的那个劳力，来给我们呢做了那个吃的，使我们呢能够准时。 能够没有后顾之忧，也能够使我们的不会饿死肚子，来修行。所以这点呢，我应该对他们的三个人呢是感激。Okay, number one, she wants to express gratitude for three things. Number one, guide all of you in the practice. Provide guidance to help you along. And number two, that at times my instructions are not quite not easily understood, but eventually she gets them. She says why. So she's grateful for the demands I made on her. And number three, she wants to express her thanks for three ladies to this side here, who were very active in the kitchen, to make sure that we have plenty of food for all three meals, and the food is of excellent quality, and this is just such a wonderful gift. Nhập thân muốn đề ra ba cái điều, như cảm ơn tôi đã hướng dẫn quý vị tu hành rất nhiều. Là nhiều khi cái lời giảng tôi, lời nói, lời dạy của tôi nó khó hiểu một tí, nhưng tôi tự bảo thấy và hiểu. Và
bạn mà như các bạn mà thích cái chỗ là cái điểm cái đòi hỏi tôi nó hơi cao một tí, lúc đầu nó khó, nhưng điều từ từ tôi nhìn nó mà thấy cái giá trị của nó. Cái thứ ba là muốn cảm ơn cái bà già trầu bên kia kìa, già trầu này nè, là nấu ăn rất là đắc lực ở trong nhà bếp, thành ra ba bữa ăn đều có đầy đủ mà rất là ngon lành, thành ra không thiếu thốn gì hết, thành ra bà rất cảm ơn chị. And I agree with the food stuff. Tôi rất đồng ý với chuyện đồ ăn. Ăn bữa nào cũng ngon như thế sao? Every meal is so tasty. Cảm ơn cái vị gì? Thầy Nhiêm Ngọc nó có cái tâm nó khởi lên, Nhiêm mở cái tâm ra để cho những người tu để được ăn những cái thức ăn này là tu đắc pháp đắc quả. Thầy Nhiêm lúc nào cũng nấu cũng những cái đó cũng nghĩ niệm Phật để cho các vị tu các vị được thành quả. Mà chứ cứ mở ra mà nấu thì không biết ngon không biết, mà Nhiêm có cái tâm nó như vậy. Rồi cái cô này cũng nói cảm ơn. Nói thôi cô đừng có cảm ơn, cô biết niệm Phật cho Nhiêm thêm một tiếng là Nhiêm mừng rồi. Cô lên tu đi. Rồi quá nhau nè, cô Hương nè, cô mấy cô lên tu hết đi. Công chuyện nhiều á, là tôi không biết làm sao. Bây giờ con chuyện gì vừa đấy, Nhiêm báo hết cho con sao. Các gì lên tu hết đi. Không sao đó, để Nhiêm làm hết được. À, tâm bồ tát rất là tốt, giúp người ta tu. Nhưng lúc nào cũng muốn cho người ta thành quả, lúc nào cũng nghĩ vậy mà ăn nấu thì không ngon biết mình, nhưng mà có cái quả tốt là có gì vậy. Yeah, she says that she's you know, anytime she sees in the kitchen she wants to say I'm not a good cook, but my intent is to cook something so that they can eat and then help them accomplish their dharma quicker, so that that's her personal wish. Ai sao cô nhập lại có gì nói không? First time here in Phổ Chi in Tràng Chi. Con muốn gửi lời tri ân đến thầy, đến quý vị sư và các cô các bác ở đây đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con tu hành được hai tuần, được tinh tấn. She wants to express her gratitude to all of us, the sangha as well as lay people here, to create conditions favorable for her cultivation. For a vigorous cultivation last 2 weeks. Lần đầu tiên ở trong đời á là có một người thầy là thầy, với lại cũng là lần đầu tiên mà con được lo từ đầu tới cuối luôn. Tại vì con sống tự lập cũng lâu rồi, cái gì con cũng tự lo hết. Thì khi mà nhận được sự giúp đỡ lo lắng của mọi người, con rất đồng ý và con tự đặt ra cái mục tiêu cho mình là con phải cố gắng tu để khỏi phụ lòng của mọi người ở đây. Her entire life she's always self, she's always independent, self-sufficient. She always took care of herself. So to be able to go to a place for 2 weeks and everyone took all her needs are taken care of, she was very grateful for that. Very special experience for her. And so she committed to cultivate. So that's how she expresses her gratitude. Dạ ngày mai thì con về rồi, thì lần nữa con xin chân thành cảm ơn đến thầy, đến quý vị sư và các cô các bác ở đây. So tomorrow I'm returning. She's returning to San Jose. So she wants to say thank you to all of us for the help. Từ nhỏ tới lớn thì con không tu là gì hết á, thì đây là lần đầu tiên con tu, nhưng mà con cảm thấy được cái tâm mình nó an á, cảm thấy nó thư thản, mặc dù có rất là nhiều cái phiền não, nhưng mà con loại bỏ nó cũng rất nhiều, cảm thấy thanh thản rất nhiều. Và she never cultivated before in her entire life. So this is the first time she would go like this for 2 weeks.
she was amazed at how wonderful it is. There's a lot of afflictions, but at the same time, she was able to get rid of put down a lot of things. Thì khi mà có được những điều này thì con càng quyết tâm đặt cho mình cái mục tiêu là càng quyết tâm để có thể mà giúp cho làm cho mình bớt phiền não thêm nữa, tu ngày càng tinh tấn thêm nữa. She committed to work harder so that she can further reduce her afflictions and cultivate even more vigorously. So that's her. That's all she would like to say today. Okay. All right. Anyone else? I got a can you help me at home? 厨房的工作呢，我们的同修啊，每一个家庭每一个家庭呢，就是很佛期的时候，都出了很大的力，也带了很好的那个植物，所以这一点呢，刚刚我忘记提，我是提我们的庙里边的外面的，好像就是提他，所以要感激大家。对对对，啊，我们请看你了，马 老, she also wants to mention the fact that also a lot of people brought the food here to the temple, very good food to the temple, and she wants to express her gratitude as well. She doesn't want to make them feel that that she's ignoring them or neglecting them. Everyone pitched in. Rất nhiều người ủng hộ cái khóa tu này, rất là quý hóa. It's so most wonderful. Okay. Anyone else? Hai ta mắc gì khác nữa không? Ờ, hay rồi. À, hay rồi. Lão sư, chứ tuy chứ cái siêu sĩ nó chẳng, nó cái tả chỗ là chẳng, một cái thủy là hảo chẳng cổ bố trị. Nó chú của số, vô chạy 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 chạy. 那么另外一点就是说，如果持咒来想，对那个修禅有没有帮助？因为我觉得我持咒的时候比较很有兴趣。有很大的帮助。好，谢谢老师。老人家như vậy bây giờ bà ngồi ghế mà ngon lành, nhưng mà chắc về nhà ngồi ghế cho nó khỏe rồi rồi sẽ làm gì cho mày? Đó là muốn ngồi ghế. Nó lớn tuổi quá, nó đổ ép là được. Trẻ ta lo ngồi xếp bằng, còn lúc lớn tuổi xếp bằng cũng nổi. Mình thân cảm chuyện. Người hỏi đây là trì chú có giúp được không? Trì chú giúp được. Ok, anything else? Ai có gì, có ý kiến gì khác nữa không? Dạ. For the record, that at the retreat at 6 years ago at Master Shengyan's place, that he wasn't there because he was supposed to be there, but he had been sick, so he had another monk run the retreat. Just to be clear about that, of course, he authorized that monk to be there, but anyways. But otherwise, just about my experience that I had a. It was really nice to have the Fochi and the Shanchi back to back. I enjoyed doing the Fochi, and I felt like I was able to start the Shanchi without too much false thinking, kind of just ride the energy of the Fochi straight into the Shanchi. So yeah, I really appreciate just having that 2 week time period to do that. Ông nói là muốn đến chính là lúc ông tu bên ông Thánh Nghiêm ở đường Thánh Nghiêm, hồi đó là ông có mặt ở đó, có người khác đứng ra làm để nói có giờ ông không mặt ở đó vì hồi đó ông bị bệnh, thì ông vẫn là pháp chủ như thường,
And then, nó bắt đầu gì thì các bạn muốn nói này nêu ra là rất thích cái cơ hội có được tu Phật thất xong rồi tiếp tục sau Phật thất có được cái thiền thất tại tu rất là tuyệt vời. Okay. Yeah, to realize that this group here they also didn't sleep for 7 days, they didn't get on the bed for 7 days. Cái nhóm này nhóm nhà lá này có 2 người là ngủ không có lên giường ngủ, không lên giường ngủ phải không? 7 người, 7 days. That's pretty remarkable. So that's you. Giỏi dễ sợ. Không tại không dám nói cho thầy nghe biết, không biết có làm được không cái thầy cũng như không dám nói. You wasn't sure she could do it. And the young one also sit sleep. Được mấy đêm. Yeah, 2 nights. Set sleep 2 nights. It's very good. Okay. Excellent. Khi vị tu hành rất là tinh tấn. I'm very pleased that you all work very hard. And it's as you get older, the older you get, the more you appreciate these opportunities. Càng ngày càng lớn tuổi, quý vị càng thấy cái cơ hội rất là hiếm có. I will tell you that I appreciate it more and more every year because as my work gets more involved, I find myself having many more distractions. Cá nhân tôi càng năm càng tuổi càng khó, tại vì làm càng có nhiều việc phải làm. Thành ra cái chuyện tu hành nó có nhiều cái sự phân tâm dễ sợ. And so I just want to thank you for the chance to cultivate all of you. And bây giờ tôi ngồi đây làm có nhiều chuyện như đều rất là biết ơn có được cái cơ hội ngồi được ở đây với quý vị. Okay. Con là Nhân Ngọc rất là cảm ơn thầy vì thầy cực nhọc mà làm được cái pháp hội này. Nếu như mà con mà không tinh tấn mà cố gắng thì cũng như là cái công của thầy làm ra cũng không có được thành tựu hết, thì con phải cố gắng. Để giúp cho tất cả đều cái pháp hội này ai cũng được tinh tấn và ai cũng được thành công. Yeah, cố gắng hết sức mình thôi. So we all try our best, and that's what it's all about, right? So that we try our best, and come what may, hết sức của mình thôi. Chuyện gì xảy ra kệ, không xảy ra. Không có nghĩ cái chuyện khác xảy ra, chỉ có biết là tinh tấn để tiến tới thôi. Okay, tốt. Okay, anything else? Không nói gì nữa không? Xin cảm ơn thầy tất cả. Yes. Oh yeah, I just wanted to say Happy New Year to everybody from the heart there. We're 3 hours away, yes. Mình nói là muốn nói chúc quý vị năm mới cùng chúc Tân Xuân. Happy New Year. Vạn sự như ý. Everything as you wish. Chúc lại tha lại bằng như đây Phật cùng con xin okay. After me, one bow to the Buddha. Lễ Phật một lại được rồi. Okay. Okay. Bữa nay mình nghỉ sớm để mà mình đi khỏi phố bồng. We should wrap it up and go see the fireworks. Is it fireworks tonight? Có chứ, có chỗ có. You go to like a Disneyland, there should be fireworks. Okay, let's get on the we have the booklet here. Mở cuốn sách ra and now hồi hướng công đức. Let's see which page is it. Ngày mai mình hồi hướng.